Những tài xế làm dịch vụ cho đi nhờ xe thông qua ứng dụng Uber đã biểu tình tại Santa Monica, California vì họ cho rằng bị công ty này đối xử không công bằng. Rất nhiều tài xế đã tụ tập về Santa Monica, một trong những địa điểm họ có kế hoạch biểu tình trên toàn thế giới, những nơi có dịch vụ Uber hoạt động. Lý do chúng tôi có mặt ở đây hôm nay là bởi vì Uber đã cho phép phát triển một lượng tài xế đáng kể, nhưng họ đã tăng phần trăm hoa hồng trên khoản tiền chúng tôi kiếm được. Về cơ bản, chúng tôi kiếm được rất ít và chỉ cần làm một phép toán đơn giản thì khoản tiền chúng tôi kiếm được từ việc cho đi nhờ còn thấp hơn lương tối thiểu. Đó là lý do vì sao chúng tôi tụ tập tại đây. Uber hoạt động như một nhà thầu độc lập và các tài xế không thuộc vào một tổ chức nào cả. Ứng dụng này kết nối những người lái xe với hành khách muốn đi nhờ, sau đó phí đi xe sẽ được tự động trừ vào thẻ tín dụng của khách hàng mà không cần phải trả tiền trực tiếp hay tiếp cho tài xế ông Lottie một tài xế khác, thì phàn nàn về hệ thống cho điểm của Uber. Hành khách sẽ chấm điểm tài xế của họ sau chuyến đi. Nếu điểm thấp thì có thể dẫn đến việc tài xế sẽ không được hoạt động nữa. Một vấn đề khác là quy trình cấm tài xế hoạt động cũng thiếu công bằng. Họ chỉ cần cấm tài xế bằng một cú lít chuột mà thậm chí không cần hỏi hang hay điều tra chính xác nguyên do là gì. Về phần mình, Uber cho biết ứng dụng và mô hình kinh doanh của họ là tạo nên những cơ hội kinh doanh nhỏ mà trước kia không tồn tại. Trong một thông cáo của mình, người phát ngôn Uber cho biết Bốn năm trước, tài xế đơn giản là không có cơ hội kinh doanh như hiện nay. Uber đã cung cấp các công cụ kinh doanh cho tài xế, đó là một sự tiến bộ đáng kể và họ đã kiếm được ít nhất 100 đô la mỗi ngày chỉ bằng việc cho đi nhờ. Uber hiện nay có mặt tại 45 nước tại trên 100 thành phố trên khắp thế giới.